Có một cái lỗi thường gặp ở trên đồng hồ Apple Watch, đó là cái lỗi trên cái cảm biến Digital Crown. Thì cái lỗi Digital Crown này nó xảy ra khi mà các bạn kích hoạt một cái máy mới lên. Ví dụ như một cái sản phẩm mà bị lỗi kích hoạt cái phím Digital Crown này, thì như anh chị thấy đây là một cái đồng hồ em vừa kích hoạt lên, không có động chạm gì đến cái màn hình cũng như là cái phím Digital Crown. Thế nhưng mà cái biểu tượng, cái ứng dụng ở bên trong màn hình nó luôn luôn nhảy. Thì là do cái lỗi ở trên cái phím Digital Crown này, nó bị cái lỗi không nhận đúng. Khi chúng ta xoay cái phím này, nó cũng không nhận được chính xác cái thao tác của chúng ta. Xoay xuống nó cũng không zoom ra, mà xoay lên nó cũng không zoom vào. Thì cái lỗi này là lỗi, đa phần là lỗi về phần cứng. Thì để giải quyết cái lỗi này, thì chúng ta, cái bước tiếp theo trước khi mà xác định để gửi đi bảo hành, thì chúng ta sẽ cần phải reset lại cái đồng hồ này và chúng ta kết nối lại. Đây anh chị thấy như em dùng tay em bấm cái Digital Crown này vào, nó cũng không nhận đúng không ạ? Đó, thì là đa phần là lỗi do phần cứng. Nhưng trước hết để quyết định, để xác định được xem nó là lỗi phần cứng hay phần mềm, thì anh chị cần vào trong cái phần watch ở trên đồng hồ của anh chị, và chúng ta vào trong phần cài đặt ấy. Trong phần cài đặt chung, chúng ta bấm vào cái phần là xóa kết nối với cả đồng hồ để chúng ta reset khởi động lại. Thông thường khi mà anh chị đặt cái đồng hồ này lên đế sạc để kết nối, thì nó cũng sẽ xảy ra cái hiện tượng là cái biểu tượng ở trên đồng hồ nó cũng chạy lên chạy xuống. Đó, thì chúng ta cũng có thể đoán trước được là cái này nó có thể bị lỗi cái phần Digital Crown. Cái chia sẻ này để anh chị có thể nhận thấy cái lỗi trên đồng hồ Apple Watch nó xảy ra. Thì đây là cái phiên bản Apple Watch Series 5, phiên bản rất mới, phiên bản thép Apple Watch Series 5 thép rất là mới của Apple, nhưng nó vẫn có thể xảy ra cái lỗi về phần cứng như thế này. Thì chúng ta cần mang đến trung tâm bảo hành của hãng, hoặc là đến cái nơi mà người ta bán hàng, để chúng ta đàm phán về cái vấn đề về bảo hành. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.